định để tạo ra một sản phẩm khoa học có tính ứng dụng trong thực tiễn. Mời các em quan sát màn hình, cũng sẽ cho các em quan sát một số video. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 04 yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn. Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước và chủ động điều tiết vận hành các hồ thủy điện để bảo đảm nguồn nước. Chỉ thị nêu rõ thời gian tới có khả năng sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn ở nhiều vùng trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Trong một số thời điểm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2016, năm xảy ra xâm nhập mặn lịch sử. Về lâu dài do tác động của biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, nhất là trên hệ thống sông Mekong, nguy cơ hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn có thể xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn. Để chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm kê, đánh giá thực trạng, dự báo nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa bàn, tính toán các bằng nước để điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn phù hợp với thực tiễn của nước, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Ok, một cái hai chân, ta sẽ bắt đầu
lương thì cho nè lương nước hả? Mục đích là để cho nó có khoảng không gian nó sôi và hơi nó có hơi không sao đâu, để nó lại tắm lại đứng lại rồi mình mở ra như này. Và tiếp theo tôi sẽ dùng ổ mút này nè, tôi chọn vào đây rồi ta sẽ thiết kế một lần ở ngoài đây nè, phần này cũng đẹp, phần ở đây cũng đẹp nữa, sẽ làm ok vào đây, làm đó rồi xoay xoay xoay, tôi sẽ kiểu làm có thông ra đây, xoay lại đây, ok, à, có thể nói được. Rồi, ok. Tôi mới vừa có một cái mục kiến thức đấy để cho nó có độ nặng mà nó vừa nặng đấy. Đây, tôi sẽ làm một xuyên, một ống tôi đem đây. Để ống một người, và làm cái lỗ vừa. Rồi, vô. Rồi, vừa, vừa, vừa. Hôm nay là mình có một ống, có một kiến quan. Rồi, xong rồi. Tôi có chứa nước biển ở đây và tôi lấy có một cái vòi, nó sẽ dẫn nó qua bên này và nó sẽ rớt xuống dưới đây và nước sẽ làm ra cái này. Và mục đích của tôi là tôi sẽ làm đốt lửa đây, cái đây tôi sẽ lấy hơi nước muối sẽ bay vào đây, nó chạy qua đây và sẽ rớt xuống này. Và cái nước muối, cái hơi nó cũng làm sao thì chúng ta tí anh em chúng ta sẽ lấy thử xem có nước hơi nó như thế nào. Ok, đang có hiện tượng sôi rồi đây. Nước mình đã bắt đầu lấy ra, nó sắp đẹp, đang chạy nó nước, nó chạy nó này. Hình như hơi lên bó, để cho mình bị nén hơi được. Và chúng nó hổ chết luôn. Nước nó đang chạy cho bó. Ừ, bạn xem nước nó chạy bó rồi. Và rồi đó xuống đây rồi. Ta phải tỉnh, ta phải chạy lại chút. Đang có hiện tượng sôi rồi. Nè, rõ ràng là trong món này đang có nước đang bị đẩy lên này nè. Làm sao cái lê để lên đây? Được quả tốt. Có phải là nó ngoài ra mà nó nói có nước ra rồi, có nước ra rồi, xác nhận với các bạn là nước tôi đã làm cái nó ra nước rồi nha. Trong hai video đầu tiên, các em đã quan sát được những hình ảnh nào? Em sẽ cố lớp trong hai video đầu tiên còn học về vấn đề tiểu đường và sân phụ nhập mang ở một số nơi trên đường cái. Vậy các em hãy đề xuất cho cô giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở các vùng biển đảo, vùng nhiễm mặn, nhiễm phèn. Các bạn thảo luận nhóm trong vòng 4 phút. Thật cố là em có sổ bổ sung cho nhóm bạn là
cố gắng với em, không bị em vui rồi. Học viên tạo một đặc văn nó hoàn toàn chính xác. Và trên đây là có giải pháp đầu tiên là dùng máy lọc nước, giải pháp thứ hai là dùng hệ thống chứa cất được tinh khiết, giải pháp thứ ba là dùng nước mưa, và giải pháp thứ tư là dùng nước ngọt từ các nguồn nước ngầm. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chọn một giải pháp đơn giản, dễ làm, có thể sử dụng những nguyên liệu có sẵn ở trong nơi sống và trong phòng thí nghiệm để tạo ra nguồn nước ngọt tinh khiết. Và đó là chủ đề nghiên cứu khoa học của chúng ta hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề STEM là chế tạo hệ thống chứa cất nước tinh khiết. Đầu tiên để em trả lời cho cô câu hỏi, để thu được nước tinh khiết từ nước tự nhiên, nước cần chuyển qua những thể nào? Cô mời bạn Phạm Mai trả lời câu hỏi. Dạ thưa cô, để thu được nước tinh khiết từ nước tự nhiên, nước cần chuyển qua những thể đó là thể nước, thể lỏng sang thể khí, và từ thể khí chuyển thành thể lỏng. Em cho câu hỏi là từ thể lỏng và chuyển sang thể khí đó là quá trình gì? Là quá trình bay hơi. Và từ thể khí về thể lỏng là quá trình gì? Là quá trình chúng tụ hơi được. Rồi, cô gặp bạn em, cô mời em ngồi xuống. Câu trả lời của bạn là hoàn toàn chính xác. Nguyên lý để chứa cất nước là nước từ thể lỏng chuyển sang thể khí qua quá trình bay hơi, và từ thể khí sang thể lỏng qua quá trình ngưng tụ. Tiếp theo, các bạn cho câu hỏi, hệ thống chứa cất nước gồm những bộ phận nào? Cô mời bạn Thủy Trinh nào. Em thưa cô, thì theo em hệ thống chứa cất nước gồm có thứ nhất là một bình đựng nước cất nước chứa cất. Tiếp theo là chúng ta phải có một bộ phận tạo ra nhiệt để cho nước được bay hơi. Tiếp theo là có ống dẫn nước, có bộ phận làm mát, và cuối cùng là bình chứa nước tạo được thành hiện nước tạo được chứa cất nước tinh khiết. Rồi, cô cảm ơn em. Cô mời em ngồi xuống. Câu trả lời của bạn có ai có ý kiến nào khác không? Vậy câu trả lời của bạn là hoàn toàn chính xác. Hệ thống chứa cất nước gồm có bình chứa nước và năng lượng cung cấp. Thứ hai là gồm có ống dẫn hơi. Thứ ba là gồm có bộ phận làm lạnh, và cuối cùng là bình chứa nước chứa cất. Các em hãy tìm trong đời sống hàng ngày hoặc trong phòng thí nghiệm những vật dụng được sử dụng làm hệ thống chứa cất. Các bạn thảo luận trong phòng hoạt động nhóm. Các nhóm trả lời cho con câu hỏi vừa rồi này. Trong nơi sống hàng ngày hoặc trong phòng thí nghiệm có những thiết bị hoặc là những vật dụng nào được sử dụng làm hệ thống chứa cất? Dạ thưa cô, sau khi nhỏ nhắn đã thơ vấn thì chủ nhà tìm ra được những thiết bị mà có thể tạo thành hệ thống chứa cất nước, đó là ống tụ nước và hai bình thủy tinh để chứa nước và năng lượng mặt trời ạ. Rồi, cô cảm ơn em. Cô mời em ngồi xuống. Có bạn nào tìm được các vật dụng khác không? Cô hỏi hành lý đó. Em thưa cô, em tìm được cả các vật dụng đó là hai bình thủy tinh hoặc là bình nhựa, đèn côn, ống hút và ngăn cửa. Rồi, cô cảm ơn em. Bạn trả lời hoàn toàn chính xác. Trước khi xây dựng hệ thống, chúng ta thảo luận và xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm. Mời các nhóm thảo luận trong vòng 5 phút.
sau. Để đạt được các tiêu chí này, các nhóm hãy thảo luận để thiết kế một hệ thống chức cân được tinh khiết. Để đạt được các tiêu chí này, về nhà các em hãy thông qua các trang mạng xã hội, internet và thông qua thảo luận với nhau để tìm hiểu và thiết kế một hệ thống chức cân được tinh khiết. Và các em sẽ báo cáo ở phía sau.